Xin chào các bạn. Hôm nay mình mới mua một cái camera hành động Anken H9R. Con máy này được đánh giá rất tốt và tầm giá rẻ. Mình khui hộp cho các bạn xem nhé. Đây, hộp của nó đây. Đó. Đây là cái máy này, bên trong có cái trong có máy và bên ngoài là vỏ chống nước 30 mét. Độ chống nước ở độ sâu 30 mét. Đây là phụ kiện bên trong này. Sách hướng dẫn sử dụng. Đây chắc là cạp. Đây là dây đeo này. Đây là sạc và cáp này. Sạc và cáp này. Cái này chắc là phụ kiện kèm theo này. Con này rất nhiều phụ kiện kèm theo. Dây rút. Đây là dây để rút này. Và một cái cọng thép này. Chưa biết để làm gì. Đây cái này để gắn vào ghi đông xe đạp này. Mình gắn camera hành trình vào ghi đông xe đạp khi đang chạy. Gắn vào phần này, tháo cái này ra gắn vào. Tháo cái chỗ này ra, gắn vào. Rồi. Đây là cái chân đế này. Đó. Cái này cũng thế thôi. Có nhiều dạng. Đây là cái chân chốt này. Đó. Mình được tặng thêm cái chân chữ L này, cái này hay dùng để đeo ngực này. Mình đang đeo ngực để quay bằng cái điện thoại đây. Đây các đế này có miếng giá đằng sau này. Đó. À, riêng cái này có remote đấy nha. Có remote điều khiển từ xa. Đó. Chỉ cần khi nào bấm, bạn bấm chụp và bấm quay thôi. Rất tiện lợi. Cái này đánh giá là rất tiện lợi. Con này là Anken H9R có remote điều khiển. Đây là cái này là khi các bạn mà không cần chống nước thì đeo bằng cái này. Tại vì chống nước nó có một cái dở là nếu mà quay lâu quá thì nó sẽ nóng máy. Tại vì nó kín mà, nó không có ra hơi được. Nếu mà khi đi quay bình thường thì dùng cái này là hay nhất. Đây cái này cái chân thứ hai giống như cái họ gắn ở ngoài đây, họ cho mình hai cái. Đó. Rất nhiều phụ kiện kèm theo. Đây cái này là cái chân này là nó giống như thế này nhưng để mình lắp một cái khác kẹp cái gì đó. Đây là miếng dán thứ hai này, hai cái này dán vào mũ bảo hiểm hay gì đó. Đây là cái này là cái nắp sau cái vỏ chống nước. Đó. Không hiểu sao họ hay cho cái này, chắc là dễ rớt mất hay sao đó, chắc là dễ chảy vào bể. Rồi đó, phụ kiện như vậy thôi. Còn đây là nhân vật chính của chúng ta. Đây là nhân vật chính của chúng ta. Cái này mình được tặng kèm một pin, một sạc, một pin đây và một đốt sạc đôi đây. Đốt sạc đôi luôn.
Mình có mua thêm cái hộp chống chống sốc này để đi quay á, mình hay đi câu cá ở ngoài biển á, quay cho nó cầm cái cho tiện lợi. Trong này có sẵn pin rồi. À, bỏ thẻ nhớ vào đấy nhé. Khởi động. Rồi, cái chữ đăng ký hiện ra. Đang quay rồi.